Kính chúc các chú chị xem clip thật vui để chọn thấy bông hoa kiển Tết ở Phong Điền ha, huyện Đường ha. Xem cho vui thấy được thì mình đến đây ủng hộ được, còn rất là nhiều của chú chị bạn. Nay mình qua dưa hấu trước ha. Dưa hấu vàng, cái to bự luôn. Rất là nhộn nhịp ha. Gấu xin Tết nè chú nhiều bạn. Rất là nhộn nhịp ha. Ở Phong Điền. Mới ôm bà lại. Đó. Rồi ha, cô chú nhiều bạn. Thế này chà bá không? Nhiều Phong Điền nha chú nhiều bạn. Rau củ quả dừa kim. Chưa đủ. Nằm giọng mê gắt đó. Nhà dưa dưa một kim ha. Tròn tròn vàng đẹp hết quý vị. Đầy đủ luôn rau củ quả luôn ha. Cái này ở huyện Phong Điền cơ chú nhiều bạn. Tết rồi. Dưa hấu. Mà chút đi quay lại ha chú nhiều bạn. Đi bên đây chút sẽ quay lại. Không khí Tết ha. Rất là rộng lớn, khu này khu rộng lớn chứ bạn. Đây bờ bờ sông lên. Rất là rộng lớn luôn. Anh quay từ trước hả? Anh quay với em với chỗ thầy chùa mình nói cái coi. Ủa không phải là mày bà này quánh chết á. YouTube đó. Tiệm nhà nó là em hả? Cắt ông giác mày nít ông kia dùng nha. Năm nay 6.000 ký, năm nay ấy không. Ở đâu bây giờ 6.000 ký điều. Em bán thì vô đây tôi đón là ai quen thì mua dùng. YouTube bonsai hôm nay. Bonsai hôm nay. Vật. Quay bữa nay là mai mới lên đó anh. Có thể là chiều nay hoặc mai lên. Chiều nay hoặc mai phải không? Dạ. Em ấm vậy em coi vlog cao cao trên đó. Em tại vì nhiều kênh lắm, đây là thường là nhiều lắm. Không anh, mà anh có tự dẫn có quay anh em chưa? Có, thấy rồi, nãy gì là thấy rồi. Anh nghe nè. Bây giờ anh nói là anh quay đi diễn ca. Chợ Phong Điền năm nay bán là bán giống như vui vui thôi. Thấy bà thơ bây giờ cũng lai gai kìa. Bà con á khổ lắm. Mướn chỗ á thì mắc mà bán không có giá. Thì vậy đó, cứ làm mới. Có 6.000 một ký đó anh coi. Rẻ hơn năm rồi á. Bây giờ anh ơi, bây giờ rồi tới 15 bây 20. Bây giờ anh vô quay YouTube vậy nè. Bây giờ em Tết xuân này em không về đó, giờ bán dương cái này giờ. Ở đây luôn hả? Để tới qua Tết về. Ở đây đó, nói chung là gặp tháng Giêng em mới về. Bây giờ anh vô ra nè. Thầy đi ủng hộ nó nè, thấy không? Anh nói sao cho Mạnh Thường Quân mới giúp đỡ em cái mùa hè năm nay coi, mùa Tết năm nay ấy. Kêu thầy ấy là nói là kêu gọi em mở hàng cho nó giúp
ông thầy này nãy quay lên rồi nói thầy thịt chó sợ nó đưa thịt cho nó không đưa tiền chết luôn. Không ăn đi nhấu ăn nhấu đúng. Đi xe tiếp, không khí đây cũng chưa có loại đất ở đông 28 Tết rồi. Tám ngàn ký, 80.000 trái hay trái gì ký, khấu đại bự luôn các bạn, đủ loại luôn ha. Đa dạng. Bưởi, quýt, hồng. Chị Thấu còn ấy ấm rất là nhiều của chú anh chị bạn, rất là nhiều luôn. Khách cứ mua lại gai. Cách rửa lại gai hết chứ gì vậy? Ở đây quay lại ha. Gì hấu quá trời nhiều. Giống như ta trồng đường trái ra bự rồi đem di chuyển lên đây nâng niu như từng hoa trứng sợ như con chục mạnh nữa. Hay gì hấu hấu Tết. Tết cái nào nấy là ôm không nổi luôn. Có hàng bên đây nè, hàng bên đây rẻ nè. Một cái này của Long An. Em nhìn không biết. Đâu nhìn thấy màu da nó khác. Dạ. Cái đó cái gì? Cái đó cũng thứ này luôn nè, 10.000 ký. 10.000 ký. Mà. Không, về mới đăng. Giờ này không đăng liền. Live stream đó 4G chịu nổi lo like hay là hết quay hết rồi. 2 ký. 2 ký 6. Ôi cái đó 20.000 được rồi. Một ký chờ Tết ha. 2 ký rưỡi 26. Đi về dài ngoái hết có cái gì mà. Đi về dài ha. Cái Tết này. Mai. Mai là lọc. Đi quá. À, không khí. Gì? Cái Tết. À, không loại các người không đi thì nấu qua bưởi nè.
đông rồi đó. Đông chưa? Đông rồi, nãy giờ quay nhớ quay à. Nữa nữa ổng về ổng ăn ăn tương hoài luôn đó, khổ ổng nó nghiệp chồng ổng chi nữa. Chồng ổng hoài. Thấy ổng hiền cái chồng ổng hoài. Ừ. Bởi giờ nói câu đó là ai cũng sợ nha, không thầy nào cũng sợ nha. Gì xấu nè, 6.000 ký chứ gì vậy. Qua bưởi cái này vòng lại ra luôn ha. Đầy đủ. Thôi đấy còn xa quá, con tính chị Phan không đi vòng không được. Cái này thôi. Nhóm bưởi luôn. Bữa năm rồi. Không khí Tết nè, không điện của chú gì vậy. Bắt đầu mua bán nhộn nhịp ha. Cái này mua dừa, mua gì ăn Tết lớn nè. Bánh à, chỉ hấu xài chỉ hấu không ha, món cầu xoài này sẽ út út, còn này là món cầu mà Thái chị cầu giang giang cầu giang. Giấu kia 13.000 ký ha, giống màu vàng. Đi ra đảo một vòng giờ hốt chân Tết ở Phong Điền. Rồi, đảo vòng Phong đó Phong Điền hay coi chú như bạn. Vô chợ Phong Điền, đây là vô chợ. Rất là rộng lớn. Rồi, xin chào các chú như bạn ơi.